Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 4, theo ứng dụng PAMR, mạng lưới quan trắc môi trường không khí độc lập hiện đang có độ phủ rộng tại tất cả 63 tỉnh, thành phố. Nhiều nơi ở Bắc Bộ có chất lượng không khí xấu. Đáng ngại hơn là điểm đo tại trường trung học cơ sở Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên có chất lượng không khí AQI ở mức là 350, tức là mức nguy hiểm. Tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên còn có hai điểm đo cho chỉ số AQI ở mức rất có hại cho sức khỏe là trường mầm non Nam Thanh có chỉ số 243 và xã Mường Phăng có chỉ số là 251. Ngoài ra, điểm đo tại trường mầm non Thực Hành Hoa Sen, quận Ba Đình, Hà Nội cũng có chỉ số ở mức 203. Mức chỉ số AQI từ 201 đến 300 cảnh báo tình trạng khẩn cấp tới sức khỏe tất cả người dân. Trong sáng nay ngày 11 tháng 4, các tỉnh thành phố khác tại Bắc Bộ cũng ghi nhận 10 điểm đo cho chỉ số AQI ở mức có hại cho sức khỏe, trong đó riêng Hà Nội có 6 điểm. Theo Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay tình trạng ô nhiễm bụi trong không khí tại một số địa phương đang có diễn biến xấu, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Mặt khác, do ảnh hưởng của các điều kiện thời tiết giao mùa có nhiều biến động bất lợi, chênh lệch ngày đêm về nhiệt độ, độ ẩm, hướng và tốc độ gió, bức xạ nhiệt khiến khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong không khí bị hạn chế, đặc biệt là bụi.